20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong vụ đụng độ tối 15 tháng 6 là vụ đụng độ chết chóc nhất giữa hai nước Ấn-Trung trong 45 năm qua. Một liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ấn Độ đã kêu gọi tẩy chay 500 loại hàng hóa Trung Quốc, bao gồm đồ chơi và hàng may mặc. Ông Pravin Khandelwal, Tổng thư ký liên đoàn tất cả các nhà buôn Ấn Độ, nói việc tẩy chay này có thể làm Trung Quốc thiệt hại 13 tỷ đô la. Ngày 18 tháng 6, Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc tránh đưa ra những tuyên bố quá đáng và không biện hộ được đối với khu vực thung lũng Galwan, trong lúc cả hai đang cố gắng chấm dứt đối đầu tại vùng Himalaya, nơi xảy ra vụ đụng độ chết người. Ông Khandelwal cho biết lời kêu gọi tẩy chay được đáp ứng mạnh mẽ từ giới doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Tuy nhiên, một sự tẩy chay rộng rãi hơn có thể gây phản ứng ngược nếu Trung Quốc trả đũa bằng cách cấm xuất khẩu những nguyên liệu thô mà ngành dược của Ấn Độ đang sử dụng. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền trên khoảng 90.000 km2 lãnh thổ tại vùng Đông Bắc Ấn Độ, trong khi Ấn Độ nói Trung Quốc chiếm 38.000 km2 lãnh thổ Ấn Độ tại cao nguyên Assam Chin ở Himalaya. Ấn Độ đơn phương tuyên bố Ladakh là lãnh thổ liên bang trong khi tách rời vùng này ra khỏi khu vực tranh chấp Kashmir vào tháng 8 năm 2019. Trung Quốc nằm trong số các nước lên án mạnh mẽ động thái này và đưa vấn đề lên các diễn đàn quốc tế, kể cả tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.